Có người từng nói rằng thời gian giống như một dòng chảy bất tận, bạn không đi nhanh thì chắc chắn bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Bạn cần phải làm chủ dòng chảy của mình bằng cách đưa ra những sự lựa chọn đúng và không ngừng khao khát tìm kiếm một phiên bản tốt hơn của bản thân. Tại Đại Nam, chúng tôi không chỉ tôn trọng mong muốn của bạn mà còn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên hành trình trưởng thành để khám phá chính mình. Mười ba năm trước đây, ngày 14 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cho phép trường Đại học Đại Nam chính thức đi vào hoạt động và được phép tuyển sinh khóa đầu tiên. Kể từ năm ấy, Đại học Đại Nam chính thức lấy ngày 14 tháng 11 là ngày thành lập trường. Tiến sĩ Lê Đắc Sơn được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là Chủ tịch Hội đồng Quản trị đầu tiên của nhà trường. Trụ sở chính của trường Đại học Đại Nam đặt tại số 1 phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 đặt tại số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Sứ mệnh của trường Đại học Đại Nam là cung cấp kiến thức cho người học phát triển toàn diện, đào tạo theo nhu cầu của xã hội. Thầy và trò tận tụy cống hiến, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh. Tầm nhìn đến năm 2025-2030, nhà trường phát triển theo định hướng ứng dụng. Đến năm 2025, Đại học Đại Nam trở thành địa chỉ đào tạo được xã hội tín nhiệm cao về chất lượng đào tạo, học tập gắn liền với thực tiễn cuộc sống, đạt được những thành tựu quan trọng về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sau gần 13 năm kể từ ngày thành lập, Đại học Đại Nam đã để lại nhiều dấu ấn đáng tự hào. 16 ngành đào tạo ở 4 khối kinh tế, kỹ thuật, sức khỏe, khoa học xã hội và nhân văn, trong đó có 3 ngành đào tạo trình độ sau đại học gồm tài chính ngân hàng, kế toán, quản lý kinh tế. Đại học Đại Nam đã không ngừng gia tăng về khối ngành và các cấp bậc đào tạo, số lượng sinh viên, học viên theo học cũng như sự gia tăng nhanh chóng về số lượng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu. Nếu niên học đầu tiên năm 2007-2008, trường chỉ có 35 cán bộ, giảng viên cơ hữu, thì đến nay con số này là 515 người với 332 giảng viên cơ hữu. Trong đó có 3 giáo sư, 33 phó giáo sư, 85 tiến sĩ, 168 thạc sĩ, tăng gấp 12 lần so với niên học đầu tiên. Đặc biệt, nhiều cán bộ, giảng viên được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp từ các nước có nền giáo dục phát triển như Mỹ, Anh, Úc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Tổng diện tích đất của nhà trường là 90.000 m², trong đó tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học là 17.000 m². Với chủ trương học đi đôi với hành, học để ứng dụng, Đại Nam có hệ thống giảng đường 110 phòng học, diện tích gần 12.000 m², 4 xưởng thực hành thí nghiệm dược hóa với hơn 50 phòng, 10 xưởng thực hành kỹ thuật với diện tích 1.000 m², 2 vườn thuốc nam đảm bảo mọi lý thuyết đều được minh họa bằng thực tiễn, giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt, vận dụng kiến thức một cách nhanh chóng, hiệu quả. Bên cạnh đó, Đại học Đại Nam cũng trang bị đầy đủ phòng máy tính hiện đại với diện tích gần 1.000 m² để phục vụ việc thực hành tin học và khoa học ứng dụng máy tính vào công tác đào tạo. Trung tâm thực hành tài chính, ngân hàng và kế toán kiểm toán ngay tại trường giúp sinh viên thực hiện các kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của ngân hàng thương mại như kế toán ngân hàng, giao dịch ngân hàng, tín dụng với sự hướng dẫn của các cán bộ đến từ các ngân hàng thương mại hàng đầu. Ngay từ ngày thành lập, Đại học Đại Nam đã nhận thức rõ kỹ năng mềm và ngoại ngữ là hai điều cần thiết giúp sinh viên có cơ hội việc làm tốt hơn sau khi ra trường. Vì thế, Đại Nam đã đưa 10 kỹ năng mềm vào đào tạo chính khóa. Sinh viên Đại Nam được học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC, đảm bảo đầu ra từ 450 đến 600, nói thông, viết thạo cho sinh viên khi ra trường. Hệ thống thư viện và phòng đọc sách giúp sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận với nguồn tài liệu bổ ích, phục vụ việc học tập và mở mang lối sống. Kết nối với doanh nghiệp để đào tạo sinh viên thành thạo các kỹ năng làm việc là chủ trương đi trước đón đầu của Đại học Đại Nam. Theo đó, 3 khách sạn, 5 sao ở Đà Nẵng, 4 sao ở Bắc Ninh và 3 sao ở Hà Nội đã đi vào hoạt động, vừa là nơi để làm du lịch, vừa là nơi để sinh viên thực hành nghiệp vụ. Qua đó, các em không chỉ nắm vững về lý thuyết mà còn thành thạo về thực tế. Sinh viên 100% ra trường có việc làm ổn định với thu nhập cao. Điều đặc biệt đáng ghi nhận là Đại Nam đã liên tiếp đưa các đoàn sinh viên điều dưỡng của trường đạt tiêu chuẩn sang Nhật thực tập dưới sự đài thọ chi phí hoàn toàn từ nước bạn. Đây cũng là sự ghi nhận tích cực trong chủ trương đào tạo gắn liền với thực tế của nhà trường. Trong những năm qua, Đại Nam tăng cường đẩy mạnh các chương trình liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài. Nhiều văn bản hợp tác, liên kết đào tạo và trao đổi học thuật đã được ký kết. 50 đoàn cán bộ nước ngoài đã được đón tiếp và làm việc tại trường.
tổ chức thành công hội thảo quốc tế với sự tham gia của 14 quốc gia trên thế giới, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Bỉ, Ấn Độ, v.v. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy và trò, Trường Đại học Đại Nam đã gặt hái được rất nhiều thành tích đáng tự hào như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cờ thi đua thành tích tiêu biểu xuất sắc giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2015-2016, giải thưởng Chu Văn An về thành tích giáo dục và đào tạo, giải thưởng vì sự nghiệp phát triển giáo dục của Hội Khuyến học Việt Nam năm học 2015-2016. Đặc biệt, năm 2019, Trường Đại học Đại Nam chính thức đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quyết định số 74/QĐ kiểm định chất lượng giáo dục ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. Tiếp nối thành công đó, năm học 2020, Đại Nam sẽ tiến hành tuyển sinh thêm 3 ngành học mới là Y đa khoa, tiếng Nhật và Hàn Quốc, tăng thêm cơ hội học tập cho các sinh viên. Đại Nam đã xây dựng kế hoạch tự đánh giá 13 chương trình đào tạo và kế hoạch kiểm định 3 chương trình đào tạo trong năm 2020. Bằng uy tín và chất lượng đào tạo thực chất, năm 2019, tất cả các hệ đào tạo của nhà trường đều tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Theo đó, năm học 2019-2020, Trường Đại học Đại Nam đã tuyển sinh đủ 1.530 chỉ tiêu đại học chính quy. Đặc biệt, chất lượng đầu vào ngày càng được nâng cao. Riêng khối ngành sức khỏe tuân thủ nghiêm ngặt ngưỡng đảm bảo chất lượng riêng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả khảo sát cho thấy, hơn 90% sinh viên Đại Nam có việc làm sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, 4 năm liền, Đại học Đại Nam có thủ khoa xuất sắc được thành phố Hà Nội chọn vinh danh. Đó là sinh viên Đặng Minh Phương, sinh viên Cao Thị Thu Oanh, sinh viên Phùng Thị Đảm và sinh viên Dương Thị Quyên. Đây là minh chứng và sự khẳng định trước xã hội về chất lượng đào tạo của Trường Đại học Đại Nam. Thương hiệu Đại học Đại Nam gắn liền với khẩu hiệu học để thay đổi là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của trường. Nhiều năm qua, Đại Nam luôn nỗ lực hướng đến mục tiêu thay đổi tư duy, hoàn thiện nhân cách cho sinh viên. Bên cạnh đào tạo chuyên môn, Đại học Đại Nam liên tục tổ chức các hoạt động phong trào mang tính cộng đồng và nhân văn sâu sắc như tấm bánh nghĩa tình, hội trại truyền thống, các hoạt động văn hóa hòa cùng nhịp đập của đất nước, hoạt động tình nguyện, hội thao. Đại học Đại Nam đã, đang và sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa đưa Đại Nam trở thành trường đại học ứng dụng hàng đầu trong khối các trường đại học ngoài công lập mà nòng cốt là khoa học công nghệ có tác động quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.